Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 18 tháng 10 năm 2024. Và sau đây là xin mời các khán thính giả theo dõi các bản tin trong ngày. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ châu Âu. Khối Liên Hiệp châu Âu đồng thuận về một luật mới đó là đẩy nhanh tiến trình trục xuất người nhập cư bất hợp pháp các quốc gia thành viên của Khối hiệp châu Âu vừa đạt được sự đồng thuận về việc cần phải có một luật mới về vấn đề di cư nhằm gia tăng tốc độ tiến trình trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Theo kết luận được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày hôm qua, Hội đồng châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu hãy trình bày một đề nghị pháp lý mới một cách khẩn cấp Quyết định này cho thấy sự đồng ý của các quốc gia thành viên của Khối Liên Hiệp Châu Âu trong việc giải quyết vấn đề di cư, vốn là một vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi trong suốt những năm gần đây. Việc gia tăng tốc độ tiến trình trục xuất được kỳ vọng sẽ giúp cho các quốc gia thành viên kiểm soát tốt hơn dòng người nhập cư và giảm được áp lực lên hệ thống phúc lợi xã hội. Trước đó, Bộ Đội vụ của nước Ý cho hay, số người di cư bất hợp pháp từ địa Trung Hải trong 7 tháng đầu năm nay đã giảm hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nữ thủ tướng Ý là bà Georgia Meloni có lần đã đề cập tới kế hoạch có tên là MATE như là một cơ sở cho sự thành công giảm thiểu người nhập cư bất hợp pháp tại nước Ý. Bà cũng cho rằng đây là kế hoạch rất cụ thể xác định một số lĩnh vực can thiệp mà nước Ý có thể đóng góp. Chính phủ Ý cũng tuyên bố đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim vào châu Phi với hy vọng sẽ giải quyết được tận gốc rễ vấn đề di cư hàng loạt như hiện nay. Một cựu bộ trưởng của Mexico bị kết án 38 năm tù bởi vì nhận hối lộ từ chùm ma túy El Chapo. Người này tên là Gerardo Garcia Luna, 56 tuổi, vốn là quan chức lãnh đạo các cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn lậu ma túy ở Mexico. Người này vừa chính thức bị kết án 38 năm tù vì nhận hối lộ Ông Luna từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Công cộng của Mexico từ 2006 đến 2012. Vào thời điểm đó, ông đã được ca ngợi là đồng minh của Hoa Thịnh Đốn trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Các công tố viên đã yêu cầu án tù trung thân cho ông Luna sau khi ông bị kết án trong phiên tòa vào tháng 2 năm ngoái về tội danh tham gia tổ chức buôn bán ma túy, đứng sau nhiều âm mưu và đưa ra những lời khai sai với sự thật. Ông Garcia Luna đã nhận hối lộ đến hàng triệu Mỹ Kim từ băng nhóm Sinaloa, mà đứng đầu là chùm Joaquín Guzman Loera, được biết đến với cái tên là El Chapo. Vị cựu bộ trưởng đã bảo đảm cho những kẻ buôn bán ma túy biết trước về những cuộc đột kích và từ đó phá hoại các hoạt động bắt giữ của cảnh sát đối với những ông chùm ma túy. Nhờ vào sự bảo kê của ông Garcia Luna, những kẻ buôn ma túy đã vận chuyển hơn 1 triệu kg ma túy qua Mexico vào lãnh thổ của nước Mỹ bằng máy bay, bằng xe lửa, xe tải cũng như tàu ngầm. Luật sư bào chữa của ông Garcia Luna là Cesar De Castro đã yêu cầu thẩm phán tuyên án cho thân chủ của mình không quá mức 20 năm tù bởi vì ông Luna đã ngồi tù gần 5 năm kể từ khi ông bị bắt giữ vào năm 2019. Luật sư bào chữa cho cựu bộ trưởng đã lập luận rằng các thành viên của băng đảng Sinaloa là những người đã đứng ra làm chứng và chống lại ông Garcia Luna đã vu khống cho ông ta để nhằm cố gắng giảm nhẹ bản án. Trước khi bị kết tội, ông Luna khẳng định rằng chính phủ Mexico và các băng đảng tội phạm đã bôi nhọ ông. Với bản án 38 năm tù, ông Garcia Luna trở thành quan chức cao cấp nhất của chuyện Mexico từng bị kết án ở tại nước Mỹ. Tiếng liên quan tới khu vực Trung Đông, Hoa Kỳ và quốc tế lên tiếng về cái chết của thủ lĩnh phe Hamas. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden khẳng định đã tới lúc tiến tới lệnh ngưng bắn ở giải Gaza và bảo đảm rằng Hoa Kỳ có thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn cho toàn thế giới. Ông Joe Biden cũng cho rằng đã đến lúc để cuộc xung đột kết thúc và đưa các con tin trở về nhà. Tổng thống Joe Biden cũng cho rằng thủ lĩnh của Hamas là ông Yahya Sinwa luôn là trở ngại lớn cho việc đạt được tất cả mục tiêu của Hoa Kỳ. Thế nhưng giờ đây, trở ngại đó không còn nữa. Kể từ cuộc tấn công của phe Hamas nhắm vào Do Thái vào hồi năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm và giới tình báo Hoa Kỳ trợ giúp cho Do Thái truy lùng thủ lãnh Sinwa và những thủ lãnh khác của phe Hamas. Sau khi Do Thái tuyên bố ông Sinwa đã bị hạ sát, quân đội Hoa Kỳ khẳng định rằng Hoa Kỳ không liên quan tới cái chết của ông này. Thiếu tướng không quân của Hoa Kỳ là ông Patrick Ryder, là phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho hay, cái chết của thủ lĩnh phe Hamas là do Israel thực hiện. Ông khẳng định Hoa Kỳ không trực tiếp tham gia mà chỉ giúp đóng góp thông tin tình báo liên quan tới việc giải cứu con tin cũng như theo dõi và xác định vị trí của các thủ lĩnh Hamas. Nhiều quốc gia khác cũng lên tiếng về cái chết của thủ lĩnh Hamas như là Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh Quốc. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron cáo buộc rằng ông Sinwar là người phải chịu trách nhiệm chính về các cuộc tấn công vào do thái hồi tháng 10 năm ngoái. Tổng thống Pháp cũng yêu cầu Hamas phải thả tất cả các con tin đang bị nhóm này cầm giữ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đức là Annalena Baerbock đề nghị phe Hamas phải thả tất cả các con tin và phải buông hạ vũ khí, từ đó tiến tới chấm dứt sự đau khổ của người dân tại giải Gaza. Thủ tướng Ý là Georgia Meloni nhấn mạnh về việc Hamas thả tất cả các con tin, ban bố tình trạng ngưng bắn ngay lập tức và bắt đầu tiến trình tái thiết ở giải Gaza. Bà Meloni cũng tuyên bố rằng nước Ý sẽ tiếp tục trợ giúp cho mọi quyết tâm để nối lại tiến trình chính trị nghiêm túc, đáng tin cậy dẫn đến giải pháp hai quốc gia. Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu khẳng định, cuộc xung đột này có thể kết thúc vào ngày mai nếu nhiều phe Hamas buông hạ vũ khí và thả con tin vào ngày hôm nay. Ông Netanyahu khẳng định rằng việc thủ lĩnh của phe Hamas bị hạ sát không có nghĩa là do Thái sẽ ngừng chiến dịch ở giải Gaza. Thế nhưng đây là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của phe Hamas. Thủ tướng do Thái cho biết rằng trục kháng cự do Iran xây dựng đang bị sụp đổ. Nga phanh phui về vụ biển thủ rất lớn ở trong ngành quốc phòng ở tại Moscow, cuộc chiến chống biển thủ kinh phí được phân bổ cho việc phát triển hệ thống radar và vũ khí tiềm năng hiện nay đang diễn ra. Trong mạng quân sự của nga vừa cho biết, giới hữu trách đang điều tra những cáo buộc tham nhũng đối với một số nhân viên cấp cao của viện kỹ thuật vô tuyến mang tên là viện sĩ A.L. Mens, vốn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở trong lĩnh vực quốc phòng của nga. Ủy ban điều tra của Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo với quy mô đặc biệt là lớn đối với giám đốc điều hành của bộ phận giải pháp quốc phòng là Vyacheslav Lobutsko và phó tổng công trình sư là Vladimir Finkanstay. Cả hai bị cáo buộc là đã biển thủ hơn 130 triệu rúp, tức là khoảng 1.3 triệu mỹ kim trong quá trình thực hiện một hợp đồng quốc phòng. Năm 2013, Bộ Quốc phòng của Nga đã ký kết hợp đồng với Viện Kỹ thuật Vô tuyến để phát triển một loại khí tài mới với tổng giá trị hơn 2 tỷ rúp. Tuy nhiên, từ năm 2014 cho đến 2016, thì hai bị cáo là Lobusco và Finkelstein đã gian lận bằng cách là cung cấp tài liệu giả và sản xuất một mẫu sản phẩm không đạt được chất lượng, sau đó biển thủ số tiền hơn 130 triệu rúp. Vụ việc làm dấy lên lo ngại xung quanh nguyên nhân gây ra trì hoãn cho các chương trình công nghiệp quốc phòng lớn của nước Nga. Vâng, tiếp theo phần tin thế giới. Vừa qua, tổ chức phi chính phủ có tên là Oxfam khẳng định có gần 40% khoản chi tiêu của quỹ khí hậu trực thuộc ngân hàng thế giới trong 7 năm qua không được giải trình một cách rõ ràng. Oxfam là tổ chức phi chính phủ quốc tế tập trung vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng trên toàn thế giới. Tổ chức này hoạt động tại hơn 90 quốc gia hợp tác với các cộng đồng địa phương để cung cấp sự trợ giúp cũng như bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội. Số liệu nói trên được tổ chức Oxfam đưa ra sau khi hoàn thành việc kiểm toán danh mục tài chính khí hậu từ năm 2017 cho tới năm 2023 của Ngân hàng Thế giới. Kết quả cho thấy khoảng 41 tỷ Mỹ Kim không thể truy ra dấu vết trong giai đoạn giữa thời điểm các dự án được phê duyệt cho tới khi kết thúc vấn đề chi tiêu thực tế cho các dự án về khí hậu này có độ chênh lệch đáng kể giữa việc chi phí dự đoán ban đầu và chi phí cuối cùng, dao động từ 26 cho tới 43% so với dự toán. Tổng trị giá của các khoản chênh lệch từ năm 2017 tới năm 2023 ước tính có từ 24 tỷ 280 triệu Mỹ Kim lên đến 41 tỷ 320 triệu Mỹ Kim. Tổ chức Oxfam à, cho biết như sau, Ngân hàng Thế giới đã thống kê kiểm toán không đầy đủ, không nhất quán và thiếu chính xác trong suốt dự án. Bên cạnh đó, việc thiếu thông tin minh bạch về dòng tiền gây khó khăn cho việc theo dõi đánh giá tác động và hiệu quả của các dự án. Trong nhiều năm qua, Ngân hàng Thế giới vẫn luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đề ra các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu. Tổ chức Oxfam cảnh báo rằng việc thiếu rõ ràng trong vấn đề chi tiêu có thể dẫn đến sự suy giảm niềm tin đối với những quyết tâm đầu tư trong lĩnh vực khí hậu toàn cầu, gây khó khăn và cản trở cho việc đạt được các mục tiêu ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Đặc biệt, sẽ ảnh hưởng nặng nề tới những quốc gia đang phụ thuộc vào nguồn đầu tư này để thích ứng và bù đắp sự thiệt hại cho việc thay đổi khí hậu. Phó tổng thống của Kenya là ông Rigathi Gachagua đã bị cách chức vào hôm 17 tháng 10 sau một thủ tục chưa từng có. Đây là đỉnh điểm của một cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với tổng thống của Kenya là ông William Ruto. Thượng viện của Kenya đã kết luận là ông Rigathi Gachagua phạm tội vi phạm nghiêm trọng đến hiến pháp quốc gia, đặc biệt là đe dọa các thẩm phán và có hành động chính trị chia rẽ sắc tộc. Ông Rigathi Gachagua, 59 tuổi, đã phải nhập viện vào thời điểm bỏ phiếu và trở thành phó tổng thống đầu tiên bị cách chức theo thủ tục quy định ở trong hiến pháp năm 2010. Tổng thống Ruto có 14 ngày để bổ nhiệm, bổ nhiệm một phó tổng thống mới. Diễn biến này làm dấy lên những bất ổn ở Kenya, là một quốc gia được coi như là tương đối ổn định ở một khu vực bất ổn. Tổng thống Ruto đã chọn ông Gachagua làm người phụ trách chiến dịch tranh cử cho mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2022, bất chấp những điều tiếng và một số cáo buộc tham nhũng của ông này với sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ở khu vực chiến lược núi Kenya, cựu doanh nhân thuộc về dân tộc Kikuyu, chiếm đa số ở trong nước, đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của Tổng thống Ruto trước đối thủ là Raila Odinga. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã dần xấu đi, đặc biệt là kể từ khi phong trào biểu tình chống chính phủ làm dung chuyển đất nước hồi tháng 6 và tháng 7. Vẫn liên quan tới môi trường thì cuộc khủng hoảng về nguồn nước đang đe dọa tới hơn 50% sản lượng lương thực của toàn thế giới. Trong ngày hôm qua, Ủy ban Toàn cầu về vấn đề kinh tế nguồn nước công bố có gần 3 tỷ người và hơn một nửa sản lượng lương thực trên thế giới đang ở những khu vực chịu ảnh hưởng tình trạng khô hạn và nguồn cung ứng nước không ổn định bản báo cáo của Ủy ban toàn cầu về vấn đề kinh tế nguồn nước đề cập tới nhu cầu sử dụng nước ngọt sẽ vượt xa nguồn cung ứng tới 40% vào năm 2030. Trong khi đó, một nửa dân số của thế giới đang gặp phải tình trạng thiếu nước và vấn đề này có thể nghiêm trọng hơn do tình hình biến đổi khí hậu gây ra. Giới chuyên gia cảnh báo rằng Tình trạng khủng hoảng về nguồn nước có thể đe dọa một nửa sản lượng lương thực của toàn thế giới vào năm 2050 nếu không có sự hành động kịp thời. Vấn đề thiếu nguồn cung ứng của nước vẫn còn dẫn tới nguy cơ gián đoạn mức tăng trưởng về kinh tế. Theo Ủy ban toàn cầu về kinh tế nguồn nước, cuộc khủng hoảng về nước có thể khiến cho tổng sản phẩm quốc nội tức là GDP vào năm 2050 của các quốc gia có lợi tức cao bị giảm tới 8% trong khi các quốc gia có lợi tức thấp thì giảm tới 15%. Bản báo cáo chỉ ra rằng những tác động về kinh tế là hậu quả của tình trạng nhiệt độ và lượng mưa tăng lên do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Do đó, lượng nước dự trữ giảm đi cùng với việc thiếu nước sạch và vấn đề vệ sinh. Ủy ban toàn cầu về kinh tế kêu gọi có hành động phù hợp trong việc quản trị nguồn nước, đồng thời loại bỏ các khoản trợ cấp có hại đối với các lĩnh vực sử dụng nhiều nước hoặc là chuyển hướng sang các giải pháp tiết kiệm nước. Ngoài ra, cần phải có biện pháp trợ giúp cho người nghèo và những à, nơi dễ bị tổn thương. Tổng thống của Singapore là ông Thapman Samugatanam, Kim Đồng chủ tịch Ủy ban toàn cầu về kinh tế nhấn mạnh rằng cần phải xem nguồn nước là vấn đề toàn cầu, cùng với đó là đưa ra các sáng kiến về kế hoạch đầu tư nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng và sự ổn định vòng tuần hoàn của nước trên thế giới. Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ông Elon Musk vận động suốt năm đêm trong Donald Trump. Trong buổi vận động mới diễn ra ở tại Folsom thuộc thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania, tỷ phú giàu nhất thế giới là Elon Musk khẳng định cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định số phận của đất nước cũng như là nền văn minh phương Tây. Đây là sự kiện đầu tiên trong một loạt hoạt động vận động tranh cử kéo dài 5 đêm của Elon Musk để dành cho ứng cử viên Tổng thống Donald Trump ở tại tiểu bang chiến trường là Pennsylvania. Tỷ phú này còn kêu gọi cử tri của tiểu bang đi ghi danh bầu cử trước hạn chót là ngày 21 tháng 10. Elon Musk nhấn mạnh là ông chưa từng hoạt động chính trị, nhưng bây giờ thì ông muốn tham gia bởi vì nghĩ cho tương lai của nước Mỹ và nền văn minh đang bị đe dọa. Ông Musk công khai ủng hộ ông Trump vào tháng 7 sau khi ông Trump bị ám sát hụt. Tỷ phú công nghệ này đã trở thành người chỉ trích gay gắt chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Ông cho biết bản thân ủng hộ nhập cư, nhưng ông dành phần lớn thời gian ở tại sự kiện ở Folsom để phàn nàn về vấn đề tội phạm và an ninh biên giới. Cho rằng biên giới phía Nam của nước Mỹ hiện nay đang quá tệ hại ông Musk ngày càng đóng vai trò rõ ràng hơn ở trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Khi xuất hiện ở trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào đầu tháng này và thường xuyên chỉ trích Phó Tổng thống Harris, Elon Musk đã quyên góp 75 triệu Mỹ Kim cho một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Donald Trump và cam kết chi 47 Mỹ Kim cho mỗi cử tri ở các bang chiến trường đã ghi danh đi bỏ phiếu, ký vào biên bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền được mang vũ khí của ông ta. Vẫn tính liên quan tới cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, bà Kamala Harris mất dần ưu thế trong các cuộc thăm dò đối với ông Donald Trump. Các cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy lợi thế của bà Kamala Harris đối với ông Trump trên toàn quốc và ở một số tiểu bang chiến trường đang dần dần bị thu hẹp. Cuộc thăm dò của tổ chức Decision-HQ cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Kamala Harris đã giảm 4% trong tháng qua. Trong vòng hai tuần gần đây, thì tỷ lệ ủng hộ cho bà Kamala Harris nghiêng nhẹ về ông Trump tại một số tiểu bang chiến trường. Riêng tại tiểu bang Wisconsin, bà Kamala Harris từng dẫn trước ông Trump 2%, thế nhưng hiện nay hai ứng cử viên này lại hòa nhau. Còn tại Michigan, phó tổng thống Kamala Harris đã chuyển từ vị trí dẫn trước 1% sang bị dẫn trước với sự cách biệt tương tự, tức là ông Trump dẫn trước bà Kamala Harris 1% tại Michigan. Còn tại tiểu bang Pennsylvania, ông Trump đã xóa bỏ khoảng cách 1% để đạt được tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với bà Kamala Harris. Sự cách biệt ở những cuộc thăm dò này vẫn đang ở trong phần sai số cho phép. Thế nhưng, ông Scott Chander, là người phụ trách khoa học dữ liệu của tổ chức Decision HQ thì cho rằng, trong một cuộc chạy đua không có nhiều thay đổi trong những tháng qua thì những biến động này vẫn rất đáng chú ý. Các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy sự chuyển dịch theo hướng có lợi cho ông Donald Trump trong tuần qua. Theo kết quả cuộc khảo sát do nhà phân tích bầu cử là Nate Silver thực hiện, thì tỷ lệ ủng hộ cho ông Trump tăng 1% so với tuần trước tại Wisconsin và Nevada. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa là cuộc bầu cử đã ngã ngũ. Cuộc chạy đua đang diễn ra rất căng thẳng khi mà hai ứng viên này đều giành được 48% tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Bà Kamala Harris từng liên tục dẫn trước ông Trump 5% suốt một tháng sau màn tranh luận tổng thống, Tuy nhiên, cuộc thăm dò gần đây đã thay đổi đáng kể đánh giá của cử tri về bà Harris. Tuy nhiên, không phải mọi tin tức đều bi quan đối với bà. Cuộc thăm dò của Maris thì lại cho thấy bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump với tỷ lệ là 52 trên 47% trong nhóm các cử tri có nhiều khả năng đi bỏ phiếu trên toàn quốc, tức là tăng thêm so với sự cách biệt là 2% hồi đầu tháng này. Và vẫn theo Ned Silver, thì bà Kamala Harris có 50.3% cơ hội chiến thắng và ông Trump thì có 49.4%. Tại các tiểu bang chiến trường, ông Donald Trump dẫn đầu ở Arizona, Georgia và North Carolina. Còn bà Kamala Harris chiếm ưu thế ở các tiểu bang như là Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Hai ứng cử viên này đều có khả năng xóa bỏ sự cách biệt ở mọi tiểu bang. 76 điểm bỏ phiếu sớm ở North Carolina thuộc về danh sách thảm họa liên bang. Ngày 17 tháng 10, có nhiều điểm bầu cử đã mở cửa cho các cử tri đến bỏ phiếu sớm ở tại tiểu bang chiến địa đó là North Carolina. Chỉ vài tuần sau khi cơn bão Helene đổ bộ vào nước Mỹ gây ra thiệt hại nặng về người cũng như tài sản. Giám đốc điều hành hội đồng bầu cử của tiểu bang là Karen Brinson Bell cho biết, hơn 400 điểm bỏ phiếu sớm ở trên khắp 100 quận hạt của tiểu bang đã được mở cửa theo như kế hoạch từ nay cho đến ngày 2 tháng 11. Trong đó có 76 điểm bỏ phiếu sớm mở cửa ở tại 25 quận hạt ở khu vực phía Tây của North Carolina, nằm trong danh sách tuyên bố thảm họa liên bang, tức là ít hơn một chút so với con số 80 điểm đã được lên kế hoạch trước cơn bão và 4 điểm còn lại không thể mở cửa như kế hoạch trước đó do bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Hiện nay, hàng ngàn người ở khu vực phía Tây của North Carolina vẫn chưa có điện hoặc nước sạch. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản nhiều người đi bỏ phiếu sớm ở tại các quận hạt của tiểu bang. Theo bà Brinson Bell, thời tiết đẹp có thể giúp cho tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở trên toàn tiểu bang. Dự báo rằng số cử tri đi bỏ phiếu sớm trong ngày đầu tiên ở tại tất cả 100 địa hạt có thể đạt được mức cao kỷ lục. Trong các cuộc bầu cử trước đó, có hơn 3.6 triệu lá phiếu bầu sớm, tức là chiếm khoảng 65% tổng số phiếu bầu vào năm 2020. Có 62% phiếu bầu sớm ở trong tổng số phiếu ở tại cuộc bầu cử của năm 2016. Giới chức ở tại 25 quận hạt bị ảnh hưởng do cơn bão Helen vẫn đang phải đánh giá về tình hình ở tại các điểm bầu cử để chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11 trong đó đại đa số các điểm bỏ phiếu dự kiến mở cửa cho các cử tri đi bầu. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump nổi quạo khi mọi người kêu gọi ông hãy chiêu mộ bà Nikki Haley giúp ông tranh cử. Và ngày hôm nay, 18 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông rất bực mình khi mọi người liên tục kêu gọi ông hãy chiêu mộ cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, đó là bà Nikki Haley của đảng Cộng Hòa, tham gia cùng chiến dịch trước ngày bầu cử, đồng thời chỉ ra những thành tích mạnh mẽ của ông trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Theo nhật báo The Hill cho hay, ông Trump nói rằng, tôi biết tôi cần phải làm gì. Nhưng, nhưng hãy để cho tôi nói cho quý vị nghe, bà Nikki Haley và tôi từng là đối thủ một mất một còn, và tôi cũng từng đánh bại bà ấy với 50, 60 cho tới 90 điểm tôi đã hất cản bà ấy ngay tại tiểu bang South Carolina. Tôi đã hạ đo ván bà Nikki. Chưa hết, ai từng đối diện với tôi cũng đều bị tôi hạ gục. Thành thật mà nói, tôi là người lập kỷ lục về cả tốc độ lẫn quy mô chiến thắng. Bất cứ ai cũng công nhận điều này. Thế nhưng, tôi chưa thấy bất cứ người nào kêu gọi tôi là hãy mời gọi ông Ron DeSantis. Ông ta là một người rất giỏi. Mặc dù bà Nikki Haley ủng hộ cho ông Trump tại hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa ANC vào tháng 7 năm nay, thế nhưng bà Nikki vẫn chưa xuất hiện trong cuộc hành trình vận động, tranh cử cùng với ông Donald Trump hoặc là tại các buổi sinh hoạt ủng hộ cho ông. Bà Nikki Haley từng là đại sứ Liên Hiệp Quốc dưới thời chính quyền của ông Trump và là ứng cử viên đối đầu với ông Trump quyết liệt nhất trong vòng tranh cử sơ bộ vào đầu năm nay bà từng tổ chức cuộc vận động tranh cử rầm rộ tại tiểu bang New Hampshire và đã giành được chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ tại quận hạt Columbia cũng như Vermont. Bà Nikki Haley vẫn tiếp tục nhận được hàng ngàn phiếu bầu trong vòng bầu cử sơ bộ ngay cả sau khi bà rút lui. Một người đàn bà ở North Dakota đầu độc chết bạn trai và phải nhận một bản án tù là 25 năm. Bà Inna Tia Kenoyer, một phụ nữ ở North Dakota phải ngồi tù ít nhất 25 năm vì đầu độc chết người bạn trai của mình giữa lúc ông chuẩn bị nhận được một số tài sản thừa kế lớn và dự định chia tay bà. Tháng 10 năm ngoái, bà Kenoyer là cư dân của Minot bị truy tố về tội giết người vì đã sát hại ông Stephen Riley Jr., 51 tuổi. Ông Riley được đưa vào bệnh viện và qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái sau một thời gian ngã bệnh và hôn mê theo kết quả giảo nghiệm tử thi. Trong biên bản của cảnh sát, thì ông Riley bị chết bởi vì bị đầu độc bằng chất ethylene glycol. Ethylene glycol là chất hữu cơ dùng để chống đông lạnh. Tháng 5 năm nay, bà Kinoyer nhận tội. Tòa án tiểu bang North Dakota đã chấp thuận đề nghị tuyên án 50 năm tù của công tố viên. Trong đó, bà Kinoyer phải ngồi tù 25 năm và 25 năm được hoãn cộng thêm 10 năm quản chế và bồi thường gia đình của ông Riley là 3.455 Mỹ Kim. Tội của bà này có mức án tù trung thân và không được ân xá. Tiểu bang Georgia truy tố cha con của nghi phạm xả súng tại trường học. Vào ngày hôm qua, 17 tháng 10, bồi thẩm đoàn tại quận hạt Barrow của tiểu bang Georgia đã ra lệnh truy tố nghi phạm có tên là Cole Gray, 14 tuổi, và người cha của nghi phạm này là Colin Gray, liên quan tới vụ xả súng tại trường trung học Alapachi hồi tháng 9 năm nay khiến cho hai học sinh cùng với hai giáo viên bị thiệt mạng, bên cạnh đó là nhiều người bị thương. Theo cáo trạng, hung thủ Cole Gray phải đối mặt với án tù chung thân khi nhận tổng cộng tới 55 cáo buộc, trong đó có 4 tội danh cố ý giết người, bên cạnh 4 tội danh giết người cùng với tội tấn công và hành hung trẻ em. Nghi phạm là một học sinh lớp 9 đã mang một khẩu súng trường AR-15 tới lớp và khéo léo giấu nòng súng bằng một cuộn bìa cứng. Cha của nghi phạm là Colin Gray, 54 tuổi, phải đối mặt với mức án lên tới 180 năm tù với 29 cáo buộc, gồm có tội giết người cấp độ 2, ngộ sát ngoài ý muốn và 8 tội danh ngược đã trẻ em. Người đàn ông này trước đó đã phủ nhận các cáo buộc nêu trên. Theo các công tố viên, Colin Gray đã mua hợp pháp cầu súng trường cho con trai của ông ta làm quà Giáng sinh và sau đó theo yêu cầu của người con trai thì ông ta đã tiếp tục mua thêm những băng đạn có sức chứa lớn. Hiện nay, hai người này đều bị giam giữ mà không được tại ngoại hầu tra. Họ sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21 tây tháng 11 sắp tới đây. Vị thẩm phán giết người vợ ở Anaheim vẫn được lãnh lương 220.000 Mỹ Kim mặc dù ông đang ngồi tù thẩm phán của tòa thượng thẩm quận Cam là ông Jeffrey Ferguson có thể không còn được lên mình tấm máu choàng của tư pháp vì ông phải bận trong phục của tù nhân, tuy nhiên ông vẫn được trả lương. Ông Ferguson bị buộc tội sát nhân và giết vợ. Ông bị tống giam ở trong nhà tù của quận Los Angeles. Hồ sơ từ văn phòng cảnh sát của quận cho thấy là sau khi bị mất tự do vào cuối tháng 9 thì một thẩm phán của tòa thượng thẩm quận Los Angeles xác định rằng ông nói dối, rằng ông không uống rượu trong thời gian ông thực tại ngoài. Tuy nhiên, hiến pháp của California lại quy định rằng nếu như một thẩm phán đang phải đối diện với trọng tội thì sẽ bị tước tư cách làm thẩm phán. Nhưng đối với trường hợp Ferguson thì ông không bị ảnh hưởng đến lương bổng. Chỉ tính riêng năm ngoái thì Ferguson kiếm được 220.109 Mỹ Kim tiền lương cộng thêm 22.181 Mỹ Kim tiền phúc lợi. Ông Ferguson sát hại người vợ của mình là bà Cheryl Ferguson vào tháng 8 năm ngoái trước mặt người con trai ở tại Tư Gia ở Anaheim Hills. Luật sư của Ferguson bào chữa vụ án mạng là một vụ nổ súng vô tình chứ không phải là một hành động sát nhân cố ý. Là bị cáo ở trong một vụ sát nhân nhưng ông chưa từng có tiền án. Ông Ferguson được phép nộp một triệu mỹ kim để thế chân tại ngoại sau khi ông bị bắt giữ. Nhưng một tháng trước thì một thẩm phán khác thu hồi một số án lệnh tiền thế chân cho ông Ferguson đã nộp trước đó và tăng gấp đôi tiền thế chân lên là hai triệu mỹ kim và ra lệnh bắt giữ ông sau khi xác định rằng ông vi phạm một điều kiện quan trọng trong thời gian ông tại ngoại đó là ông không được uống rượu, nếu ông Ferguson nộp hai triệu mỹ kim tiền thế chân, thì ông sẽ phải tuân thủ một điều kiện mới đó là không được đến bất kỳ nơi nào có bán rượu. Trước đây ông Ferguson chỉ bị cấm lui tới những cơ sở tập trung kinh doanh rượu, chẳng hạn như là quán rượu hoặc là cửa hàng rượu, nhưng ông lại được phép đến các nhà hàng có quầy rượu riêng. Ông Ferguson chối bỏ hành vi rượu chè trong lúc ông chờ xét xử. Vâng tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Nhiều gia đình có thân nhân qua đời vì fentanyl yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải điều tra nhắm vào Trung Cộng. Một nhóm các gia đình có thân nhân qua đời vì sử dụng fentanyl quá liều đã để đơn kiến nghị lên văn phòng của bà Catherine Tai là đặc sứ thương mại, yêu cầu điều tra Trung Cộng. Họ cho rằng Trung Cộng đã nhúng tay vào cuộc khủng hoảng chất opioid tổng hợp tại Hoa Kỳ. Đơn kiến nghị được điều chỉnh theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 là Đạo luật cho phép Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quốc gia ngoại quốc vi phạm các hiệp định thương mại hoặc gây ra sự tổn hại cho vấn đề thương mại tại đất nước, nước Hoa Kỳ. Các gia đình đang yêu cầu áp đặt các biện pháp đối phó thương mại, gồm có mức thuế ít nhất là 50 tỷ Mỹ Kim đánh vào hàng hóa nhập cảng đến từ Trung Cộng. Trung Cộng là quốc gia sản xuất hóa chất hàng đầu trên thế giới, đơn kiến nghị cáo buộc rằng chính phủ Trung Cộng đã không kiểm soát được hoạt động xuất cản của các loại hóa chất được những kẻ buôn lậu sử dụng để bào chế fentanyl bất hợp pháp. Hành động tắc trách này đã làm cho Hoa Kỳ bị thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ Mỹ Kim về vấn đề năng suất, gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, gia tăng ngân sách cho lực lượng thực thi công lực và khiến cho người dân mất mạng do sử dụng thuốc tổng hợp quá liều. Một phân tích do Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp thuộc Quốc hội Hoa Kỳ công bố hồi năm 2022 ước tính, cuộc khủng hoảng opioid đã khiến cho đất nước Hoa Kỳ bị thiệt hại lên tới 1.500 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020. Chỉ riêng trong năm ngoái, tình trạng quá liều opioid tổng hợp đã khiến gần 75.000 người Mỹ bị thiệt mạng. Số liệu do chính phủ Hoa Kỳ công bố, và con số này đang dần tới con số nửa triệu trường hợp tử vong từng được ghi nhận trong thập niên vừa qua và sau đây là những phần tin Á Châu thưa quý vị theo tờ báo Chosun đưa tin các bác sĩ Nam Hàn kéo nhau sang Việt Nam để tìm việc ngày càng có nhiều bác sĩ từ Nam Hàn từ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ da liễu cho đến bác sĩ cấp cứu và nha sĩ họ đổ xô sang Việt Nam để tìm việc theo báo Châu Xuân của Nam Hàn đưa tin, hơn 30 bác sĩ của nước này đã đến Sài Gòn từ cuối tháng 9 để khám sức khỏe và chuẩn bị tham gia vào kỳ thi tiếng Anh đầu vào ở tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Với những bác sĩ từ những quốc gia có trình độ y tế cao, thì Việt Nam không phải yêu cầu bảng kiểm tra trình độ chuyên môn mà chỉ cần nộp giấy chứng nhận nghề nghiệp có công chứng. Các bác sĩ nước ngoài sẽ phải qua quy trình khám sức khỏe và thi tiếng Anh để được cấp phép hành nghề. Số lượng bác sĩ Nam Hàn muốn làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển của các công ty môi giới chuyên giải quyết hồ sơ và công chứng giấy tờ. Một công ty môi giới ở Nam Hàn cho biết, nhu cầu nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Nam Hàn ngày càng cao. Từ tháng 5, tháng 6 của năm nay, hệ thống y tế Vinmec thuộc về tập đoàn Vingroup đã tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa nội, nhi và sản từ Nam Hàn. Theo Bệnh viện Vinmec, các bác sĩ Nam Hàn được hưởng mức lương hấp dẫn gần 22.000 Mỹ Kim. Thời gian làm việc là 44 tiếng một tuần, cùng với khoản hỗ trợ nhà ở là gần 800 Mỹ Kim. Với điều kiện làm việc và mức lương như trên, có nhiều bác sĩ ở Nam Hàn bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam để làm việc. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Cộng tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua. GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội của Trung Cộng, tăng được 4.6% trong tam cá nguyệt thứ ba của năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng theo tam cá nguyệt thấp nhất trong hơn một năm qua. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia của Trung Cộng công bố vào ngày 18 tháng 10, mức tăng này phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế, nhưng thấp hơn so với con số là 4.7% của tam cá nguyệt trước đây. Cơ quan Thống kê Quốc gia của Trung Cộng nhận định rằng, nền kinh tế của họ vẫn ổn định, mặc dù phải đối mặt với môi trường bên ngoài và nội địa đầy thách thức. Tuy nhiên, theo ông Zhang Jiwil, là chủ tịch kiêm kinh tế trưởng của tổ chức Pinpoint Asset Management, thì với tốc độ này, Trung Cộng sẽ gặp phải khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay. Ông cũng cho rằng chính phủ Trung Cộng có thể sẽ sớm công bố các biện pháp kích thích về tài khóa mạnh mẽ hơn, Mặc dù các hạn chế về COVID-19 đã được gỡ bỏ từ cuối năm 2022, thế nhưng nền kinh tế của Trung Cộng vẫn bị trì trệ do niềm tin tiêu dùng thấp và thị trường bất động sản bị suy yếu. Sản lượng công nghiệp tăng được 5.8% và doanh số bán lẻ tăng được 3.3% trong 3 tam cá nguyệt đầu năm nay. Thế nhưng, lĩnh vực đầu tư bất động sản lại bị giảm mạnh tới 10% và số nhà bán ra giảm 22.7%. Mặc dù chính phủ Trung Cộng đã giảm tiền lời thế chấp và nới lỏng tín dụng, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa có kế hoạch kích thích lớn nào được công bố, gây ra sự lo ngại về khả năng thúc đẩy tăng trưởng. Trung Cộng cũng thông báo việc xuất cảng vào tháng 9 giảm mạnh, chỉ tăng 2.4%, trong khi lĩnh vực nhập cảng cũng chỉ tăng 0.3%, tức là không đạt được kỳ vọng. Cuộc chiến cà phê giữa những công ty xăng dầu lớn của Thái Lan Năm ngoái, thị trường cà phê của Thái Lan đạt giá trị 1.8 tỷ Mỹ Kim, trong đó 603 triệu Mỹ Kim đến từ tiêu dùng ở bên ngoài gia đình. Điều đáng chú ý đó là 513 triệu Mỹ Kim đến từ các quán cà phê ở tại trạm xăng, vốn là một thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ với 25% mỗi năm. Các công ty xăng dầu lớn của Thái Lan đang đẩy mạnh cạnh tranh bằng cách là mở rộng các chuỗi cà phê ở tại trạm xăng. Tập đoàn dầu khí TPTT nổi bật với thương hiệu cà phê Amazon hiện nay có 4.277 chi nhánh, trong đó có 2.261 chi nhánh ở tại các trạm dịch vụ, mang lại doanh thu khoảng 283 triệu Mỹ Kim trong năm qua. Trong khi đó, tập đoàn PTG Energy cũng tham gia vào cuộc đua với chuỗi Puntai Coffee. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu của Puntai tăng 73.7% so với năm trước, đạt được 29.1 triệu Mỹ Kim. Nhờ vào việc mở rộng với 1.028 chi nhánh. Chuỗi Intanin Coffee gắn liền với các chạm xăng Bangchak hiện nay có 1.005 chi nhánh và đang tiếp tục mở rộng để nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó, KaoTex hợp tác với Chao Doi Coffee với 38 chi nhánh hiện tại cũng dự định mở rộng chuỗi cà phê ở tại các trạm xăng. Với tỷ lệ tiêu thụ cà phê tại Thái Lan đang gia tăng, thị trường này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Giới hữu trách tại Pakistan đóng cửa các trường học sau khi có tin đồn có một nữ sinh bị hiếp dâm. Vào ngày hôm nay, 18 tháng 10, chính quyền của tỉnh Punjab của Pakistan đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học, từ mẫu giáo cho tới đại học, sau khi có tin đồn lan truyền về một vụ hiếp dâm một nữ sinh trong khuôn viên của trường cao đẳng Punjab dành cho phụ nữ. Quyết định này ảnh hưởng tới khoảng 26 triệu sinh viên và các em học sinh. Trước đó, các cuộc biểu tình bùng phát tại thủ phủ Lahore và lan rộng tới các thành phố khác như là Rawalpindi sau khi các trang mạng xã hội đưa tin một nữ sinh bị tấn công tình dục ngay trong tầng hầm của nhà trường. Tuy nhiên, cảnh sát và các trường học khẳng định rằng không có nạn nhân nào lên tiếng và cho rằng cáo buộc này là giả mạo. Còn tại Rawapindi, cảnh sát cho biết rằng họ đã bắt giữ 380 người vì tham gia các hành động phá hoại và đốt phá trong các cuộc biểu tình. Giờ hưu trái tại đây cũng cấm tụ tập kể từ ngày 18 cho tới ngày 19 tháng 10 nhằm ngăn chặn các cuộc bạo loạn. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một nhân viên bảo vệ nhưng không có bằng chứng xác thực về sự việc hiếp dâm. Trong khi đó, Arif Chaudhry, là giám đốc của trường cao đẳng Punjab dành cho phụ nữ, đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố rằng bà sẵn sàng từ chức nếu sự việc này là có thật. Các cuộc biểu tình phản ánh sự lo ngại của sinh viên về sự an toàn tại trường đại học, quấy rối và tấn công tình dục cũng như sự ngờ vực đối với phương cách mà chính quyền giải quyết các tin tức kể trên. Nghi phạm người Nam Hàn livestream khi đang bị giam giữ ở Thái Lan Dư luận Thái Lan và Nam Hàn đang dậy sóng sau vụ việc một nghi phạm ma túy người Nam Hàn tên là Seo Jung Num, 44 tuổi, đã tự do livestream khi bị giam giữ bởi cảnh sát Thái. Phát ngôn viên của cơ quan di trú Thái Lan cho biết, hai cảnh sát ở tỉnh Chonburi sẽ bị kỷ luật vì đã để cho Seo Jung Num livestream trong quá trình người này bị giam. Nghi phạm này đang bị truy nã ở Nam Hàn vì buôn bán ma túy và đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ vào ngày 3 tháng 10 do đã quá hạn thị thực tới 373 ngày tòa án địa phương tuyên án CEO án treo và phạt khoảng 90 Mỹ Kim. Sau đó ông bị giam ở sở cảnh sát Chonburi trước khi chuyển đến trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bangkok để chuẩn bị trục xuất. Trong lúc di chuyển thì nghi phạm này đã phát trực tiếp ở trên YouTube, thu hút sự chú ý của cư dân trên mạng Thái Lan và Nam Hàn. Luật của Thái Lan yêu cầu giám sát chặt chẽ mọi nghi phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Bởi vì vi phạm nguyên tắc này cho nên hai cảnh sát phụ trách giám sát cho giám sát cho CEO sẽ bị đình chỉ công việc và phải bị chờ để điều tra kỷ luật. Truyền thông Nam Hàn bao gồm có May và JTBC cũng đưa tin về vụ việc này. Ở trong video, CEO Jung Num hút thuốc và cảm ơn những người đã theo dõi mình khi anh ta bị giam giữ. Vẫn tin đến từ Nam Hàn, có hơn 84% số người chết trong cảnh cô độc là nam giới đất nước Nam Hàn đang phải chứng kiến sự gia tăng của các trường hợp những người chết trong cảnh cô độc, với hơn 84% trong số đó là nam giới, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi của Nam Hàn, thì trong năm 2023, có 3.661 người chết trong cảnh cô độc, tức là nhiều hơn so với con số là 3.559 người của năm 2022. Thuật ngữ Kodosa dùng để chỉ những người chết một mình mà không được phát hiện trong một thời gian dài. Trong số các nạn nhân thì nam giới chiếm tới 48% trong khi nữ giới chỉ chiếm khoảng 16%. Đàn ông thường phải chịu tác động nặng nề hơn sau khi bị mất việc làm dẫn đến sự cô lập trong xã hội. Giám đốc trung tâm nghiên cứu về Kodosa cho biết rằng đàn ông có nhiều nguy cơ vướng vào các thói quen không lành mạnh thí dụ như bỏ bữa ăn và lạm dụng rượu bia, khiến cho gia tăng nguy cơ tử vong. Đặc biệt là có hơn 61% các trường hợp tử vong là những người trong độ tuổi từ 50 tới 60. Đại diện của Viện Nghiên cứu Phát triển Lực lượng Lao động Nam Hàn nhấn mạnh rằng, tầm quan trọng của việc trợ giúp việc làm cho người sống một mình phải được gia tăng để làm giảm nguy cơ kể trên. Báo cáo còn chỉ ra sự cần thiết của việc lấp đầy các khoảng trống trong chính sách trợ giúp những người trung niên, vốn thường chỉ tập trung vào những người từ 65 tuổi trở lên. Hiện nay, Nam Hàn đang phải đối mặt với những thách thức về lão hóa dân số khi mà tỷ lệ những người từ 65 tuổi trở lên sống một mình đã tăng lên tới 32.8% vào năm 2023. Nhập cư từ Việt Nam qua lái xe chưa dành, tài xế tông chết một tay đua người Úc. Một tài xế người Việt mới đến Úc và chưa quen với việc lái xe đã gây ra tai nạn khiến cho anh Alistair Sid McLean là một tay đua xe đạp nổi tiếng ở miền Bắc của Perth, nước Úc đã tử vong. Sự việc này xảy ra khi anh McLean, 51 tuổi, đang đạp xe ở trên đường Lancelin Road ngay gần giao lộ Old Ridge Point Road thì bị tài xế người Việt tông vào. McLean bị chấn thương sọ não và qua đời một ngày sau đó ở bệnh viện Royal Perth. Thành Nguyễn là tài xế 30 tuổi, người mới sang nước Úc có 5 tuần và chỉ có bằng lái xe ở Việt Nam được có 13 tháng. Đã lái chiếc Honda Jazz với tốc độ dưới 30 cây số giờ và thời điểm xảy ra tai nạn. Thành khai rằng đã bị ánh nắng mặt trời che khuất tầm nhìn, khiến cho tài xế này phải rẽ ra khỏi làn đường và sau đó thì đã tông trúng vào Macklin. Tại phiên tòa sơ thẩm ở Perth trước đó, Thành bị kết án tù 8 tháng nhưng được hưởng án treo 10 tháng và bị tước bằng lái trong vòng 1 năm. Điều này có nghĩa là Thanh sẽ không phải vào tù ngay lập tức, nhưng có thể phải đối diện với án tù nếu như vi phạm trong thời gian án treo. Gia đình của Mạc có mặt ở phiên tòa, bày tỏ nỗi đau đớn khi nghe lại chi tiết của tai nạn. Họ mô tả Mạc là một người đàn ông tràn đầy tình thương và phiêu lưu, người đã để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng và gia đình. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Minh Chính sắp đến Nga để tham dự cuộc họp của nhóm BRICS mở rộng. Ông Phạm Minh Chính dự kiến sẽ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS mở rộng trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 sắp tới đây tại thành phố Kazan của nước Nga. Đây là chuyến viếng thăm nước Nga đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trên cương vị thủ tướng của Việt Nam, tức là chỉ 4 tháng sau khi Tổng thống Nga là ông Putin đến thăm Việt Nam. Theo tờ báo tuổi trẻ trong nước đưa tin vào ngày hôm nay, 18 tháng 10, nhóm BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng và Nam Phi là nhóm đại diện cho các nền kinh tế mới nổi. Hồi gần đây, nhóm này đã mở rộng với việc kết nạp thêm các quốc gia như là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hiện nay vẫn chưa rõ Chuyến đi nước Nga lần này của ông Phạm Minh Chính có phải là để xác nhận việc Việt Nam gia nhập vào nhóm BRICS hay không? Trước đó vào hồi tháng 5 năm nay, chương mục BRICS trên trang mạng xã hội X đưa tin rằng Việt Nam có thể sẽ gia nhập nhóm này trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trả lời mập mờ cho rằng Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia các tổ chức quốc tế nhưng chưa xác nhận rõ ràng Hồi giữa tháng 6 năm nay, bà Nguyễn Minh Hằng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tham dự sự kiện đối thoại BRICS với các quốc gia đang phát triển tại nước Nga. Đến tháng 6, khi mà Tổng thống Nga là ông Putin đến thăm Việt Nam thì hai bên đã đưa ra tuyên bố chung về việc gia tăng sự hợp tác giữa nhóm BRICS và các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam chuyến viếng thăm lần này của ông phạm minh chính diễn ra không lâu sau hoạt động ngoại giao dày đặc của các nhà lãnh đạo việt nam bao gồm chuyến đi hoa kỳ và cuba của bộ trưởng bộ công an cộng sản việt nam đó là ông tô lâm và chuyến viên thăm nước pháp của ông tô lâm sau đó còn ông lương cường là thường trực ban bí thư cũng đã đến thăm trung cộng hồi gần đây các hành động nói trên thể hiện rõ chính sách ngoại giao cây tre đường lối đu dây giữa các cường quốc mà Việt Nam đang theo đuổi trong lúc quốc tế phức tạp. Câu chuyện Việt Nam tham gia diễn đàn quốc tế như là nhóm BRICS đặt ra câu hỏi về mục tiêu thực sự của chính phủ khi mà dường như vẫn cố gắng cân bằng quan hệ với nhiều cường quốc mà không cam kết hẳn với một bên nào. Giá cau tươi Việt Nam đang giảm mạnh khi mà Trung Quốc vốn là đối tác thu mua chính đã bất ngờ ngừng nhập hàng sau một thời gian thu mua ồ ạt ở tại huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi. Ngày 18 tháng 10, giá cao chỉ còn có 2 mỹ kim cho 1 kg, giảm đến 25% so với 2 ngày trước đó. Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, trước đó giá cao đã đạt được mức kỷ lục là 3.1 đến 3.7 mỹ kim cho 1 kg, tức là gấp 3 đến 4 lần so với mọi năm. Tuy nhiên, khi Trung Quốc ngừng mua vì đã đủ nguyên liệu để sản xuất kẹo cao, thì giá cao đã lập tức lao dốc. Các lò sấy ở Quảng Ngãi và nhiều tỉnh khác như là Nam Định và Thanh Hóa cũng giảm thu mua, thậm chí tạm ngừng hoạt động. Việc cao giảm giá đột ngột đã khiến cho nhiều nông dân và doanh nghiệp gặp khó khăn. Trước đó có nhiều lò sấy đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc. Về việc Trung Quốc tăng thu mua từ tháng 7 được cho như là do thiếu hụt nguyên liệu sau dịch bệnh cũng như là thiên tai ở tại các vùng trồng cau của nước này. Chính quyền địa phương đã cảnh báo về sự phụ thuộc quá mức vào thị trường của Trung Quốc Ông Nguyễn Quang Trung là phó giám đốc của Sở Nông nghiệp của tỉnh Còn Ngãi cho biết, thị trường cao rất khó đoán. Việc thương lái Trung Quốc thường xuyên ngừng thu mua đột ngột đã từng gây ra thiệt hại lớn cho nhiều nông dân ở trong các ngành nông nghiệp khác như là nhãn, lá điều và run đất. Một thủ quỹ ngân hàng ở Hà Nội đã trộm 246 lượng vàng để mua sổ số, số. Bị can có tên là Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, là cựu nhân viên kho quỹ ngân hàng TP Bank ở thành phố Hà Nội, bị truy tố với cáo buộc là tham ô 246 lượng vàng, bán lấy tiền chơi tiền số và mua sổ số Vietlot. Theo tờ báo Dân Việt vào ngày 18 tháng 10 cho hay, vào năm 2017 là thời điểm Nguyễn Văn Linh phạm tội. Ngân hàng này đã thành lập một kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá trị và ấn chỉ quan trọng. Riêng đối với vàng thì ngân hàng này chia thành 3 loại. Một là vàng giữ dùm có thu lệ phí, thứ hai là vàng giao dịch và thứ ba là vàng cầm cố. Trong đó, số vàng cầm cố là khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản bảo đảm là vàng miếng SJC. Sau khi nhận số vàng cầm cố thì vàng được niêm phong và được cất giữ trong kho Loại này được kiểm kê định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Bị can Nguyễn Văn Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong két vàng mua bán và giữ dùm rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt các nhân viên kiểm tra hàng ngày. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, thì Nguyễn Văn Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán giữ dùm, cho vào một bọc ni lông đen, cất giấu trong thùng tôn. Đến ngày hôm sau thì người này mang số vàng kể trên đi bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh là công ty vàng bạc Gia Bách với giá khoảng 349.067 Mỹ Kim. Sau khi bán số vàng kể trên thì Nguyễn Văn Linh đã sử dụng số tiền này để mua tiền kỹ thuật số USDT và mua vé số của hãng Vietlot tuy nhiên mau chóng rơi vào cảnh bị hết tiền. Từ tỉnh Đông Tháp, một người con gái giàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền người cha mình đến gần 200.000 Mỹ Kim. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Tháp đã bắt tạm giam 3 tháng Ngô Thị Bích Trâm cùng với hai đồng phạm là Trần Minh Trung, quê ở Hậu Giang và Nguyễn Văn Nha ở Cà Mau về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Trâm đã nhiều lần mượn nợ Trung và Nha để có tiền tiêu xài, người phụ nữ này giả vờ đang thiếu nợ xã hội đen, bị hai thanh niên giang hồ bắt cóc rồi gọi điện cho cha ruột 60 tuổi ở Cao Lãnh để cầu cứu. Trung và Nha sau đó liên tục gọi điện đe dọa người cha của cô Trâm, buộc phải trả gần 200 ngàn Mỹ Kim để chuộc mạng con, nếu không thì cô này sẽ bị họ đánh đập. Người cha sợ hãi, lo cho tính mạng của con gái cho nên đã báo với cảnh sát. Khi vào cuộc xác minh thì cơ quan điều tra xác định đây là một vở kịch do chính cô Trâm dàn dựng. Khai với cảnh sát, cô Trâm cùng với đồng phạm thừa nhận về hành vi và cho biết là trước đó đã dùng thủ đoạn này để lừa người cha chuyển hơn 19.800 Mỹ Kim để chia nhau tiêu xài. Thấy là dễ ăn, biết cha yêu thương mình cho nên cô Trâm lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ. Và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Ở tại Nam California phát hiện ra hàng hóa bị đánh cắp trị giá đến hơn 143.000 Mỹ Kim có bốn nghi phạm đã bị bắt trong một chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm bán lẻ có tổ chức ở tại Nam California. Theo cảnh sát tuần tra đường bộ California, nhóm này bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các vụ trộm cắp ở trên các quận như là Orange và Los Angeles. Các nghi phạm được xác định gồm có Victor Manuel Marcos Marino, Maria Isabel Cadena, Elena Huezo và Jose Aurelio Diaz. 4 nghi phạm đang bị giam giữ ở tại nhà tù quận Cam. Từ ngày 14 tháng 8 đến 27 tháng 9, chính quyền cho biết họ đã tham gia vào ít nhất là 10 vụ trộm và trốn thoát với số hàng hóa bị đánh cắp trị giá khoảng 10.000 Mỹ Kim. Trong suốt quá trình điều tra, hai nơi ở tại Anaheim và Bloomington đều có liên quan đến nhóm này. Vào ngày 14 tháng 10, các điều tra viên phát hiện ra số hàng hóa bán lẻ bị đánh cắp trị giá khoảng 143.746 Mỹ Kim Hàng chục chiếc vali lớn có chứa hàng hóa bị đánh cắp, trị giá đến hàng ngàn Mỹ Kim đã được tìm thấy ở tại một ngôi nhà ở Anaheim. Trong khi đó, vào cùng ngày, có nhiều loại túi và vali lớn có chứa hàng hóa bị đánh cắp, trị giá đến hàng ngàn Mỹ Kim đã được tìm thấy ở tại một ngôi nhà ở Bloomington. Một người chủ nhà ở Valley Grand của thành phố Los Angeles phát hiện ra và không chế một kẻ nghi ngờ chiếm cứ nhà bất hợp pháp. Và đây là lần thứ hai sự việc xảy ra đây là một ngôi nhà hai tầng trên đường Hát. Chủ nhà có tên là Mai Martirosan cho biết rằng khi ông đang dọn rác thì ông phát hiện ánh đèn sáng trên tầng 2 của căn nhà và nghĩ rằng công nhân có thể đã quên tắt đèn thế nên ông lên kiểm tra. Ông nói rằng ông đã ngửi thấy mùi thuốc phiện và những mùi lạ khác. Sau đó, ông yêu cầu người trong phòng phải mở cửa. Kẻ chiếm nhà đã cố tấn công ông. Ông đã khống chế người này cho tới khi cảnh sát đến nơi nghi phạm bị thương và được đưa tới bệnh viện trước khi bị bắt giữ. Chủ nhà cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nghi phạm cố gắng chiếm giữ căn phòng này. Trước đó 2 tháng, ông đã phát hiện người này và đuổi anh ta đi. Thế nhưng, cảnh sát không bắt giữ vì người này đã rời khỏi khu vực. Giới hữu trách cho hay, nghi phạm này bị buộc tội xâm nhập trái phép gia cư và không cần phải đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hậu tra. Sau đây là bản tin cuối, từ quý vị. Ông Andrew Đỗ chỉ đạo ký hợp đồng 275.000 mỹ kim cho vợ của tránh văn phòng. Theo điều tra của LAX, giám sát viên Andrew Đỗ bị cáo buộc là đã chỉ đạo một tổ chức phi lợi nhuận ký hợp đồng trị giá 275.000 mỹ kim với bà Josie Patrice, là vợ của ông Chris Wassaporn, là tránh văn phòng của ông Andrew Đỗ. Hợp đồng này do quận Orange County tài trợ để nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhưng chưa bao giờ được hoàn tất. Vào thời điểm hợp đồng được ký, bà Batres vẫn còn là bạn gái lâu năm của ông Watson trước khi cả hai kết hôn vào tháng 12 năm 2021. Nhiều nguồn tin giấu tên cho biết chính ông Andrew Rổ đã chỉ đạo cho tổ chức Mind OC thuê bà Batres cho dự án này. Hợp đồng yêu cầu Mind OC tổ chức những buổi họp cộng đồng nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư không nói được tiếng Anh ở tại quận hạt. Ông Andrew Đỗ cùng với bà Patrice và ông Wasapol đã không trả lời các yêu cầu bình luận từ LAist. Ông Paul Mayer, luật sư của ông Andrew Do, xác nhận là đã nhận được các câu hỏi từ Elias nhưng từ chối bình luận thêm. Hợp đồng này được trao cho Mind OC mà không thông qua quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Clayton Châu, là giám đốc cơ quan y tế của Orange County vào thời điểm đó. Ông Châu cho biết ông không nhớ chi tiết về hợp đồng này hay là bất kỳ chỉ thị nào từ ông Andrew Do. Tuy nhiên, ông Frank Kim là giám đốc điều hành Orange County lúc đó nói rằng ông cũng không nhớ về hợp đồng này, nhưng xác nhận là ông Andrew Đỗ có quan hệ chặt chẽ với các nỗ lực chăm sóc sức khỏe, tâm thần của quận. Tổ chức Mind Oxy dưới thời điều hành của ông Marshall Moncrief vào thời điểm hợp đồng được ký đã thuê công ty tư vấn Talent Gate, nơi mà bà Patrice là giám đốc điều hành, để thực hiện dự án. Tuy nhiên, các báo cáo cần thiết theo hợp đồng, bao gồm có cả những bản cập nhật hàng quý và báo cáo tổng kết thì không bao giờ được nộp cho cơ quan của quận. Hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc liệu số tiền ở trong hợp đồng có được trả cho bà Batres hay là Talon Gate hay không. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Việt Channel app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Xin trân trọng kính chào.